Sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu tại quận Bình Thủy nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức thăm tặng 17.901 suất quà cho gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Thông qua thành lập 9 đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm tặng 720 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu của 9 quận huyện. Tại quận Bình Thủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã trao 80 phần, mỗi phần 1 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu. Sau buổi họp mặt, đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bửu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh tại phường Trà An, và ông Nguyễn Đắc Thắng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bị chất độc hóa học tại phường An Thới, quận Bình Thủy.